Hello, welcome back to my channel Start Skill Go. Các bạn cùng mình khám phá thức kiến đầu tiên nhé. Ok. To the high. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai, Grande.
Mời anh cử đây xem cho mình có gì không. Ok. Rồi sau đó thì mình sẽ mở cười ra xem sau này có gì không. Rồi, let's go. Bên trên này xem có gì không. Có thể ở trong này có một thứ gì đó. Trước mắt thì mình sẽ bổ quả dưa này. Thank you.
más toca. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tay cầm thứ hai. Tick me. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ tư, Little Granny. Let's go. Thank you.
Ok, đã giải cứu cô gái này thoát khỏi ngôi nhà gỗ đặc. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập tiếp theo, Granny Chapter 2. Đây chiếc chìa khóa này các bạn, mở cánh cửa này ra.
see you. Oh my god. Mình cứ tưởng ông ta lại lên, lúc đó thì mình sẽ lên và bắn ông ta. Ai ngờ ông ta đi chậm xuống. Oh my god. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. The Children of Slenderia. Let's go. Đấy cũng là một trong những tựa game ma rất hay và hot trong những tháng vừa qua. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải tìm một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa này ra. Đây rồi. Sau đó thì các bạn phải tìm kiếm tất cả những mảnh chìa khóa màu vàng. Các bạn cố gắng đừng để sót một chi tiết nào nha. Mảnh đầu tiên. Mảnh thứ ba. Ở đây các bạn chỉ cần tìm một mảnh chìa khóa thôi, và lúc đó thì các bạn sẽ hoàn thành tiếp với cái này. Đó là các bạn sẽ đi lấy một cuốn sách, và cuốn sách đó các bạn sẽ ấn vào cánh cửa trên tầng 2. Lúc đó thì con ma này nó sẽ bị hút và các bạn sẽ hoàn thành tựa game này. Thank you.
như thế và các bạn sẽ đi tìm kiếm những mảnh thịt hóa các bạn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới cái tiếp theo. Granny 3. Ở tựa game này thì các bạn có thể thoát trốn thoát khỏi những ngôi nhà của ông bà Granny bằng hai cách. Cách thứ nhất là các bạn có thể trốn thoát được bằng chính cánh cửa chính, và cách thứ hai các bạn có thể trốn thoát bằng một con tàu hỏa, một con tàu ở bên dưới tầng hầm này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tìm kiếm những món đồ tiếp theo. Ở đây thì mình tìm kiếm cái gì nhiều hơn thì mình sẽ trốn thoát bằng cái đó. Ra ngoài này xem có gì không. Thứ nhất đó là mình sẽ mở sau này ra. Ở trước này thì không có gì. Bỏ lên trên xem nào. Một tấm gỗ.
Ok. Mở cái cửa nhà kho này, xem có gì không. Mình sẽ đặt một viên sỏi. Oh my god, ok. Tìm xung quanh xem còn viên sỏi nào nữa không. Let's go. Quá khổ bây giờ có gì? Ok. Mình sẽ mổ quả dừa này. Xem có gì bên trong không. Quả rock cây.
OK, và lần này thì mình sẽ trốn thoát bằng tàu hỏa. Ở đây thì các bạn sẽ bỏ đồng xu vào trong này. OK. Tiếp theo đó là một cái gạt. Cái này như kiểu là cái gạt cần. Cần gạt. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang đường cuối cùng. With respect to the issue of evil,
cut you in half. Oh my God, I'm trying to go. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.